kiếm Thanh Minh, đôi kiếm Mặc Tà, kiếm Huyền Vũ, những vũ khí huyền diệu đều xuất xứ từ Cao Hùng. Từ bàn tay thầy đúc kiếm Quách Thường Hỷ, trong xưởng của thầy có một đệ tử nước ngoài là Thạch Xuyên, người Canada. Nghe bố mẹ kể năm lên 4 tuổi khi xem được một bộ phim yêu thích. Rồi từ khi ấy, suốt ngày nghĩ đến gươm kiếm. Một bộ phim đã khiến anh yêu nghệ thuật đào kiếm. Năm 2012, anh sang Nhật tìm thầy kiếm đạo. Hồi ở Nhật, tôi đã xin trở thành đệ tử của thầy. Nhưng tôi thấy họ không dạy tôi hết mình, vì tôi là người nước ngoài. Năm 2014, sang Đài Loan, nhờ bạn bè giới thiệu, anh đã quen thầy Hỷ hiện nay. Người bạn ở Đài Trung giới thiệu cho tôi thầy đúc kiếm khác. Anh ấy bảo, nếu tôi muốn gặp thầy đúc kiếm đích thực thì nên đến đây. Cái này hơi nhẹ, chỗ này nhô ra mới nặng được. Anh ấy rất có tâm, làm rất nhiều dao găm, dao gấp và làm rất tốt. Trong số hơn 30 học sinh, người nước ngoài kiên trì đến cùng như anh chỉ có một. Anh hy vọng mình ngày một tốt hơn, trong tương lai không xa, có thể tự làm được thanh bảo kiếm hoàn hảo nhất để tiếp tục tỏa ánh hào quang khi mang về Canada.